Hello, chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới để lên trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu mini các bác nhé. Đây một con nồi lẩu mini như này các bác này, rất là đẹp luôn. Con này thì nó sẽ là nhỏ gọn như này, sôi ủng ục luôn các bác thấy không? Cầm tranh cái biển tí. Đấy, hàng sử dụng điện 220V. Công suất của nó thì nó sẽ là điện 220V các bác nhá và 450W nhá, 450W sôi siêu nhanh luôn các bác nhá. Đấy, công suất của nó khá là lớn luôn. Điện 220V này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 450W này. Đấy các bác nhá. Đó, con này thì sôi cực kỳ là nhanh luôn. Đường kính của nó sẽ là 18 sen nhá, 18 sen. Đây. Đấy, con này em đang đun thử đấy các bác này. Đấy. Nó sẽ có công tắc ở đây. Công tắc ở đây. Cầm cho anh cái biển, có công tắc ở đây và các bác tắt bật ở đây nhá. Đó, công tắc này các bác tắt bật ở đây này. Đấy và có dây nguồn cho các bác kết nối nhá. Đây, nắp đậy như này. Con này thì các bác có thể dùng để ăn lẩu này hoặc là đun mì hoặc là chế biến đồ ăn các thứ rất là ok luôn. Đây, em đang cắm thử cho bác xem này. Đấy, sôi ùng ục luôn các bác. Sôi rất là mạnh luôn các bác thấy không? Sôi rất mạnh luôn. Lên mã cho em là nồi lẩu mini nhá. Đây, sôi rất là mạnh như này các bác này. Đó. Đấy các bác chỉ cần là cho nước vào thôi. Đấy, cho nước vào thôi là ok nhá. Đấy. Cho nước vào mình cái này thì các bạn dùng đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để chiên trứng, rán trứng rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Hoặc là mùa đông này, mùa đông miền Bắc hay bị lạnh mà các bác muốn ăn canh nóng có thứ thì nấu canh xong thì mình cho vào đây. Đấy, đến bữa ăn là mình chỉ việc cắm điện là xong, rất là tiện luôn. Lên cho em là lẩu mini nhá, lẩu mini. Đấy, lên cho em là nồi lẩu mini, giá của nó sẽ là 150.000 cho con nồi lẩu mini như này, rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá, đường kính 18 cm. Và nó sử dụng điện 220V các bác nhé. Đấy, đường kính 18 sen, sử dụng điện 220V. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, lên cho em là lẩu mini. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu 2 tầng nhá. Các bác lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000 và bao ship. Đây, em cũng đun test thử cho bác xem. Đấy, các bác thấy không? Mở ra này, nhiệt độ rất cao luôn nhá. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác có thể dùng để mình hấp bánh bao này, hoặc là dùng mình chiên rán được hết nhá. Đấy, hoặc ăn lẩu này. Ăn lẩu thì các bác dùng trực tiếp như này cho em. Đấy, dùng trực tiếp như này. Còn các bác muốn hấp thì các bác cho em cái khay hấp vào. Đây. Các bác muốn hấp thì cho em cái khay hấp này vào này để mình hấp này. Đó, hấp bánh bao hoặc là mình hấp các cái đồ ăn rất là ok luôn, hoặc là làm nóng thức ăn nhá, hoặc đồ sôi nhá. Đó, đây. Thì nó sẽ rất là sôi mạnh như này các bác nhá. Con này thì nó sẽ là dạng chảo chống dính nhá. Các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu rồi nấu lẩu, nấu niếc đều ok hết này các bác này. Đấy, độ sôi của nó rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có hai số các bác nhá. Đấy, có hai số này. Có đèn báo đây, có đèn báo đây các bác này, đèn báo đây. Có sẽ có số 1 và số 2 này tắt đi này. Đấy, bật lên số 1 này, số 2 này và có cả số 3 luôn nhá, có cả số 3 luôn. Số 3 là sôi cực kỳ là mạnh luôn các bác này. Đấy. Số 3 này sôi rất mạnh luôn nhá. Bạn thấy không? Đấy, sôi ù luôn. Đấy, con này thì chảo của nó có chống dính nhá, có chống dính. Các bác thấy không? Sôi rất là mạnh luôn. Đấy con này. Đó, sôi rất mạnh luôn. Con này thì nó sẽ có chống dính nhá. Đây, đấy. Nó sẽ có chống dính các bác này, có chống dính các bác có thể dùng để rán hoặc chiên, xào, nấu hoặc ăn lẩu đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này thì cái đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Con này đường kính là 28 cm. Đó, còn con mini thì là 18, con này là đường kính là 28 nhá. Đây các bác cái độ sôi của nó này, sôi khủng khiếp luôn nhá. Đấy, tắt đi các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 cho một con nồi lẩu 2 tầng như này nhá. 230k. Các bác lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Còn con lẩu mini này thì đây. Đấy, em tắt đi rồi mà nó vẫn cứ sôi ngục này các bạn. Tắt đi rồi mà vẫn sôi ngục này các bạn này. Đấy. Tắt đi rồi mà nó vẫn sôi này các bạn này. Đấy. Con này cũng đều có chống dính hết nhá, đều có chống dính hết. Lẩu mini và lẩu 2 tầng. Các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy. Điện thì đã tắt rồi này. Rút điện ra rồi nhưng mà vẫn sôi ngục luôn, tức là nhiệt của nó rất là lớn các bạn này. Đấy. Nhiệt rất là lớn, sôi rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Lẩu mini hoặc là lẩu 2 tầng các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nồi cơm của thương hiệu Cucu nhá. Đấy, hôm trước thì bên shop về cái lô nồi của Sáp thì nó hết hàng mất rồi. Thì đợt này nó lại về cái lô nồi Cucu các nhá. Nồi Cucu này thì cũng khá là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi Cucu như này, cái giá cũng rất là hợp lý để gửi tới các bác nhá. Giá chỉ có 500.000 thôi. Đấy, lên cho em là nồi Cucu nhá. Đấy. Và lên cho em là nồi Cucu này. Nồi Cucu nhá, nồi Cucu. Đấy, con này thì giá sẽ tốt hơn cho các bác một chút. Đấy, giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k. Cho một con nồi Cucu như này và bao sim tại nhà các bác luôn. Dung tích của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Đó. 495.000 cho con nồi Cucu như này. Hàng của thương hiệu Cucu nhá, của Hàn Quốc nhá. Đấy, Cucu của Hàn Quốc đây. Hàng Cucu của Hàn Quốc này. Đây.
vỏ bao bì này các bác này. Đấy, Made in Korea các này. Đấy, Made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, thương hiệu Cuckoo nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là hàng của thương hiệu Cuckoo đây các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Cuckoo và hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea nhá. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con nồi rất chất lượng như này. Lô này bên shop về thì nó là một cái tông màu trắng rất là đẹp luôn. Đây, hàng của thương hiệu Cuckoo này, Korea các này. Đấy, Korea nhá, Hàn Quốc nhá. Đấy, Korea, Hàn Quốc, nồi của thương hiệu Cuckoo. Đó, rất là tiện dụng luôn các nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là nồi cơ và rất dễ sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ là cái nắp mở như này. Các bác mở cho em cái nắp này lên này. Đấy. Mở cho em cái nắp này lên, sau đó thì mình sử dụng rất là đơn giản thôi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý rồi. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này các này. Có kèm cho các bác là một cái dây nguồn này. Đấy. Và một con nồi siêu dày luôn nhá. Con này thì siêu dày luôn các bạn. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng kêu này. Rất là dày luôn. Nồi siêu dày luôn các nhá, siêu dày. Đây, dây cáp thì kiếp rất là ngon luôn. Có kèm cho các bác một cái môi như này nhá, một cái môi. Đấy, cái này thì không có kèm âu đong gạo, chỉ có môi và dây nguồn thôi, môi dây nguồn thôi. Nồi thì rất là dày. Đấy, bằng nhôm nhá, bằng nhôm các bác này. Đấy, bằng nhôm như này. Đây các bác này, bằng nhôm sáng bóng luôn. Bên trong thì có tráng chống dính nhá. Đấy, bên trong thì có tráng chống dính như này các bác này. Đấy, bên trong có tráng chống dính cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Cuckoo nhá. Hôm trước thì bên shop về cái lô nồi sáp thì hết mất rồi. Đợt này thì lại về cái hàng Cuckoo này cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây là cái khay để các bác giá đỡ không nhá. Để các bác có thể dắt ấy vào đây, dắt môi vào đây, rất là tiện con này. Đấy, rất là ngon luôn. Mâm của nó thì nó sẽ là dạng mâm nhôm như này nhá. Mâm nhôm khá là dày luôn và ôm nhá. Mâm nhôm khá là dày và ôm. Ôm này. Đấy, và nồi của nó sẽ là nồi bo theo kiểu là 3D hỏa lực này các nhá. 3D hỏa lực cực mạnh luôn. Đó, nồi thiết kế theo kiểu 3D hỏa lực cực mạnh luôn. Cho nên là nồi các bác nấu cơm thì rất là nhanh sôi và cơm rất là ngon, chín đẫy nhá. Đấy. Thì lên cho em là nồi cơm Cuckoo nhá. Nồi cơm Cuckoo. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 495.000 và bao ship cho bác luôn. 495.000 bao ship cho con một nồi cơm Cuckoo hàng của Hàn Quốc này. Đây, Made in Korea nhá. 495k. Lên cho em là nồi cơm Cuckoo nhá. Nồi cơm Cuckoo của Hàn Quốc này. Đó, Made in Korea. Giá của nó sẽ là 495.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Đây, nó sẽ là một con đèn rất là đẹp như này. Các bác lên mã giúp cho em là đèn mang sông. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Một con đèn mang sông như này. Đây thì nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, một con đèn như này. Đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn và nó sẽ có sẵn pin luôn. Có pin kèm dây sạc cho bác luôn. Đấy, con này thì nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó thiết kế rất là đẹp, kiểu dáng các thứ rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Đây, kiểu dáng rất là đẹp. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là gần 20, chiều rộng thì vào khoảng trên 10 nhá. Đây. Các bác chỉ cần bật lên này nó lên này. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn, bằng nhựa nhưng mà nó làm rất là dày dẫn chắc chắn, nó rất là đẹp. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên cho em là đèn mang sông nhá. Giá của nó sẽ là 140k, rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể bật lên này. Đó, bật lên rất tiện như này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý rồi. 140k, có điều chỉnh to nhỏ nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một quả pin 18650 ở dưới đít này. Về nhà thì các bác có thể thay pin ở đây nhá. Hỏng thì các bác có thể thay pin cho em. Đấy, nói chung nó rất là tiện, thay pin. Đấy, thay pin rời ra thì nó rất là tiện luôn. Đó. Rất là tiện các nhá. Đấy. Con nồi cơm thì nó sẽ sử dụng điện 220 nhá, điện 220. Đó, đây các bác này. Bật lên này. Đấy, và có thể điều chỉnh sáng tối bằng nhựa này. Các bác có thể đeo trang trí sân vườn này hoặc để trên ban thờ nhá. Đấy, nhà có công có việc, dỗ đình đám các bác để trên ban thờ. Bật lên cho em. Đấy, tạo một không khí ấm cúng trang nghiêm các bác nhá. Đó. Giá thì rất là tốt rồi. Con này thì nó sẽ cắm sạc nhá, có sẵn pin rồi và cắm sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Đây, có sẵn sạc cho bác luôn. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 140k nhá. 140k cho con đèn mang sông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ LED nhá. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ LED này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác có thể sử dụng để mình xem giờ, nó rất là tiện. Đấy, xem giờ rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Một con đồng hồ LED như này giá của nó sẽ là 140.000 cho con đồng hồ LED như này nhá. Đấy, ở đây thì mặt nó có dán cái băng dính chống xước các bác này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đó, rất là đẹp luôn. Và giá thì con đồng hồ LED này bên shop đang cập nhật cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho là đồng hồ LED nhá. Giá sẽ là 140k.
Đấy, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái dây như này. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhé, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình là xong. Đó. Và các bác chưa biết lấy giờ thì mình về mình xem ở trên YouTube nhé. Trên YouTube thì nó sẽ có cho các bác là cái cách thức lấy giờ này. Ở đây nó sẽ có các nút này và có cả hiện giờ luôn nhá. Lên xuống rồi hiện giờ các bác đầy đủ các bác luôn. Đây. Đấy, có cập nhật nhiệt độ nhá. Nhiệt độ giờ đang là 31 độ C này. Màn hình rất là dịu luôn. Đấy. Rất là dễ chịu nhá. Các bác có thể dùng chế độ hiện giờ này hoặc là các cái chế độ khác đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em nó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140.000. Đó. Không có củ sạc đâu nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000 cho một con đồng hồ LED thế này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Còn chiều cao thì vào khoảng 5 cm. Đó, chiều dài gần 20 cm, chiều cao khoảng 5 cm. Rất là vừa phải để cho các bác sử dụng. Và cái giá nó cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho con đồng hồ LED thế này. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho con đồng hồ LED thế này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Các bác lên cho em là cân treo. Sản phẩm tiếp theo đó là cân treo các bác nhá. Đấy, cân treo thì nó sẽ là một con cân như này các bác này, một con cân như này. Ở đây thì nó sẽ có cái cản pin nhá, có cái cản pin. Đấy, thì các bác chỉ cần là rút cái cản pin này ra là mình sử dụng được này. Đấy, bật nguồn lên. Con này thì nó là chế độ là cân là kg và tối đa của nó là cân được 50 cân. Và có cả cập nhật cho các bác là nhiệt độ luôn. Nhiệt độ bây giờ đang là 29 độ C này. Cập nhật nhiệt độ luôn các bác nhá. Đó. Độ F, độ C đầy đủ cho các bác luôn. Và kg này. Đây. Để em sẽ cân thử cho các bác xem nhá. Đấy. Đây. Em sẽ cân cho các bác xem cái con ghế. Cái con ghế ấy này các bác nhá. Đấy. Con ghế A này các bác này. Đấy. Đây. Cân cho các bác xem. Đó. Đây. Con ghế A này thì cân nặng của nó là 0.41 kg. Tức là 4 lạng 1 nhá, 4 lạng 1, đấy 0.41 kg. Đấy, con này nói chung là nó rất là tiện luôn, rất là tiện luôn. Đó, đây, ví dụ em cân cái con dao dọc giấy này xem nào. Đó, dao dọc giấy này. Nói chung là rất là tiện, các bác có thể dùng để mình mang đi. Đấy, các bác cho về không cho em này. Đấy, sau đó thì mình cân nhá. Đấy, cho về không như này. Cân xong thì các bác cho về cân nhá. Đó, con này của nó thì nó sẽ là 0.5 kg nhá. Đấy, 0.05 kg. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con cân treo như này rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình đi câu cá này. Đấy, câu cá hoặc là đi chợ hoặc là đi mua hải sản hoặc là đi siêu thị hoặc là đi du lịch các bác nhá. Đi du lịch đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo. Cân treo giá sẽ là 80.000 cho một con cân treo như này. Giá của nó sẽ là 80.000 các bác nhá. 80.000 cho một con cân treo như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa vàng các bác nhé. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cưa vàng này. Đây, nó sẽ là một cái bộ cưa đầy đủ như này các bác này. Đấy. Đầy đủ các cái chi tiết này. Bao gồm cho các bác là một cái cưa. Đấy. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái bộ cưa vàng này thôi, một cưa này. Và bao gồm cho các bác là 4 lưỡi nhá. 4 lưỡi cưa sắt và một lưỡi cưa gỗ này. Đấy, một lưỡi cưa gỗ như này. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Đó, nói chung là rất là tiện dụng. Cái bộ cưa vàng này thì rất là hay để các bác sử dụng mình chế cháo các kiểu luôn. Chất liệu của nó bằng inox này, rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, có đai như này, đai siết như này để các bác tăng giảm này. Rất là đẹp nhá. Lên cho em là cưa vàng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ cưa vàng như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho một bộ cưa vàng như này. Các bác lên cho em là cưa vàng này. Đó. Cưa vàng, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái bộ cưa vàng như này. Rồi ok.